Adinnadana Samad con xin vâng giữ điều hành xa sử dụng Kame sumicha chara vimani sikha padang samadhyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sử tà dâm Musa vada vimani sikha padang samadhyami con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sử nói dối Sura me ra ma cha pa ma da tha na ve ra mi sikha pa da sam ma ti ya mi con xin vâng giữ điều học và quý chân xa sự dễ dối u rượu và các chất say Imani pancha sikha padane sa thuk ang katawa apmamadena nicha ka lang samma rakitam bang. Chứ thiện tinh nên thọ truyền ngụ giới này cho được trong sạch với vương giữ hành theo cho đến trọn dẫn nên như vui. Ma phạm tê giả si mân Sĩ lê na su gơ tân dân tí, sĩ lê na phô gơ sà bà ra, sĩ lê na bô tân dân tí, tà sà ma sĩ lê mùi sô thạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tin phải ráng thọ trì dễ luật chư đương trong mạnh, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa lành thay dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính trên đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngu ngầm nơi tâm nam mô phút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn kha giá Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sau phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới xong ở Vatana xin được khai nhận lại mic cho Sít MC Nhật Huy. Dạ, kính mời Sít Nhật Huy. Dạ sa thú sa cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Dạ cảm ơn Minh Vát Thanh Á sẽ dẫn đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Vách Thanh Á, kính chào Antropos, mình chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mình chào Sức Hoàng Nguyệt, mình chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, kính chào Tịnh Như, mình chào Châu Khoan, kính chào Lập, mình chào Trang Thư, mình chào Nghe Pháp. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào Đạo Tràng và kính chào IQ em đó dự vào Đạo Tràng và cảm ơn cô tu nữ tài duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và con tri ân sư. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ. Tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng, truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng, kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới.
Hôm nay là ngày thứ ba, đạo tràng chúng ta sẽ được học kinh Tiểu Bộ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Dạ, Huynh còn trước máy không Huynh? Huynh có thể cho một bài học được không Huynh? Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ. Bây giờ thì cháu Huynh ơi, Huynh đưa lộn rồi. Tại lúc nãy Nhật Bình gửi sai rồi Huynh ơi. Dạ, hôm nay mình, dạ đúng rồi, mình ôn bài học kinh Tiểu Bộ 25 La Mã. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng hành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để có thể ôn trước bài pháp bài kinh Tiểu Bộ 25 La Mã không bạch sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma. Dạ. Nam Mô Sang Kha. Dạ. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tham bà cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ. Thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ. Sư xin được phép đọc câu kệ số đọc về câu tiểu bộ kinh. Điều đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Vậy là hết rồi. Dạ, phải hết rồi không ạ? Dạ. Dạ, bây giờ sư xin xuống mic và nhường mic này cho vị khác rồi. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng Hiền Diện. Kính lễ quý bà với cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tử. Và trời duyên xin đọc bài kinh Tiểu Bộ Kinh 25 La Mã. Điều này đã được Thế nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã nghe. Phàm một người đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Tự Nhiên đã đọc bài xong. Dạ, Tự Nhiên xin thú mất ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Thánh Cha. Chào quý cô, tôi cùng quý đạo hữu trong room.
Con xin đọc bài 25 La Mã Tiểu Bộ Kinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Và nghe đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay của Xích Rạng Đông. Sa thú, con nghe pháp, con kính thánh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo Vạn Đức Tăng, con kính thánh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Sư Tuệ Nhẫn cùng nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên nghe rõ. Đọc bài số 25 La Mã của Tiểu Bộ Kinh. Điều này đã được Thế nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Và người nào đã làm một pháp, ta nói rằng ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong. Kính mời chị Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đông. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ chị Tôn Đức, con kính lễ chị quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chị quý cận sự. Con xin đọc đoạn 25 câu 17. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã nghe. Và một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, kính dâng bích đính, quý vị nào chưa đọc xin mời lên nhé. Dạ, sa thu lành thay, kính cảm ơn Sít Sương Mai. Nam mô Phật, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sáng Kha, dạ, kính lành lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật. Giáo Pháp và Chư Tăng, kính lành lễ Chư Đại Đức Tăng, trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ, cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room, và con xin được kể, không phải kể, đọc Kinh Tiểu Bộ số 25. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Và một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Thà, gia con vừa đọc xong Kim Tiểu Bộ Phật thứ 25. Trong đạo tràng hết đại giác, Phật Thà xin được nhường lại cho Xích MC Nhật Huỳnh.
Dạ sa thủ kính cảm ơn mình quá thân á. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên xích ba nguyệt xích tràng đông cho nhân mình được tín hiệu. Dạ con xin sám hối với đại đức tệ nhận cũng như với đạo tràng. Dạ con nãy giờ có một việc không thể dân khoa cũng như ngài đại đức tệ nhận cũng như đạo tràng, xin đạo tràng hãy hoan hỷ cho con. Dạ con xin được đọc bài tiểu bộ kinh 25 La Mã. Dạ cảm ơn Minh Vatana cho nhục kinh bài học 25 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỳ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, người nào đã nói láo là vi phạm một pháp không kể đến, đời sau không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ hôm nay đạo tràng vắng quá nên là còn rất là nhiều thời gian. Dạ bây giờ Vinh Bích Thanh Á ơi, có thể bây giờ mình để băng hay như thế nào để chờ thường tòa Pháp Thân vào không Vinh? Dạ chắc chắn là thượng tọa Pháp Tăng sẽ vào, tại vì Nhật Bình đã liên lạc được với sư rồi. Dạ nhưng mà có lẽ là đạo tràng mình kết thúc sớm quá. Dạ nhà gì để băng hả huynh? Dạ nhà để băng chút xíu đi ha, để chờ sư vào thì mình sẽ hạ tay xuống và thỉnh sư, cung thỉnh pháp sư. Dạ kính chào Phật Vương vừa đào đạo tràng. Nà, Nhật Bình bây giờ đã tắt cái băng của rồi thôi để Nhật Bình xuống mic và Vinh Bát Na Ná đỡ mic dùm nhục xíu đây nha. Dạ sa thu và xin nhiệt tình để Bát Na Ná được cầm mic một chút. Thầy xin tiền truyền để chúng ta kính chào và chữ đạo hữu, kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Tệ Nhẫn, kính chào đúng con xin được thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tân vừa quang lâm đạo tràng. Dạ xin nhiệt tình ơi đại sư thượng tọa Pháp Tân đã quang lâm đạo tràng rồi, hay là mình cung thỉnh xin cung thỉnh đại pháp sư đi ha, để mình cũng thỉnh từng tòa pháp tân giảng luôn. Dạ kính mời sít ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á rất là nhiều. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tòa pháp tân như quang lâm vào đạo tràng. Dạ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tập thanh đệ cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lạc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử
Có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và con xin được đọc bài chánh kinh 26 La Mã trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Tân lên giảng bài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2019, kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 1, một pháp phẩm 3, bài 26 La Mã do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. 26 La Mã, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí. Và uế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố, họ sẽ thọ có bông của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên quả dị thục lớn thai của san sẻ bố thí nhiếp phục uế sang tham, với tâm thật thanh tịnh đúng thời họ bố thí. Đối với các thánh nhân tại đây bố thí vậy có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn kính lễ người đáng kính. Dạ con xin sám hối. Từ đây xả từ bỏ địa vị làm con người, các người làm bố thí được đi đến cõi trời, họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích họ thọ hưởng như ý. Vị không có sang tham được thọ hưởng đầy đủ quả dị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ sa thú lành thai, nhược bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Uttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, Tự Tọa Bình Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài số 26 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Afiwa Dimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn,
Sakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibhanno Phagavato Savakasangho Sankhanamasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của vườn sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, do ơn đức lễ bái tam bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay chúng ta học qua bài số 26 La Mã. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe được cái phần chánh kinh. Phần chánh kinh. Đây là một bài học mà chúng ta thường được biết. Đó là Đức Phật ngài nói đến cái hạnh bố thí. Mà ở trong phần chánh kinh á, thì chúng ta đã nghe đọc á, giới tâm không có sang tham. Và với một người mà bị ô nhiễm sang tâm, để rồi tâm không có những cái ấn tượng, không có những cái ấn tượng sâu sắc từ nơi cái hình ảnh hoặc là ân đức của tam bảo. Ân đức của tam bảo ở đây đó, chúng ta thấy rằng là dầu một miếng cuối cùng của họ, họ cũng không thể nào chia sẻ được. Thì như vậy thì cái người đó họ không có được lợi lạc gì. Trong khi một người có cái đức tin đối với tam bảo, một người có được một cái ấn tượng sâu sắc về đức tin của tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, rồi họ có một cái xả ly sang tham, họ thực hiện cái pháp bố thí cúng dường này, thì phải nói là cái phước rất là lớn. Phước rất là lớn. Trước tiên đó là chúng ta nói đến cái trong Phật giáo có hai cái từ. Một là cái từ đa ná, tức là chỉ cho cái sự bố thí, tức là mình chia sẻ ai với một cái vật gì đó. Mà bố thí ở đây là có nhiều cái hình thức, hoặc là thí tài, hoặc là thí pháp, vân vân. Có một cái từ thứ hai nữa là cái từ cha gá, tức là chỉ cho sự xả ly. Cha gá chỉ cho sự xả ly. Thì chữ cái chữ xả ly ở đây đó là ngoài cái việc mà chúng ta thí ra đó, chúng ta bố thí ra đó, thì cái tâm của mình thật sự là cái tâm xả ly cái sự vướng mắc, sự bỏng sáng, hay là xả ly đi những cái điều quế nhiễm từ ở nội tâm. Thì cái đó trong cái nghĩa là từ xả ly, hay là gọi là xả thí. Trước tiên đó là giới, nếu như một người mà có cái niềm tin, một người có niềm tin đối với ân đức của tam bảo, trước tiên đó là ta nói đến ân đức của Phật. Chúng ta xoay ra một cái, để chú ý một cái từ, từ A-la-hán hay A-ra-hăng, từ Bali gọi là A-ra-hăng, chúng ta phiên âm gọi là A-la-hán. Thì cái A-la-hán ở đây là bậc thanh tịnh, hay bậc đáng cúng dường, hay bậc sát tặc. Cái nghĩa là vậy. Phần lớn đó thì chúng ta gặp ở trong kinh điển Bali đó, sử dụng từ A-la-hán không, từ A-ra-hăng không. Ngay cả Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Trong ngôn ngữ, trong cái kinh văn của Bali đó, thì chúng ta chỉ có gặp cái từ A-la-hán thôi, A-ra-hăng. Đức Phật thường nói là Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và các vị đệ tử của Đức Phật là A-la-hán thinh văn, tức là bậc mà
thoát ly những cái phiền não bậc đã sắc tặc. Chúng ta thường được nghe phiên âm từ cái chữ A La Hán là sắc tặc, đáng cúng dường, hay là một bậc mà đoạn ly những phiền não. Thì như vậy chính Đức Phật cũng là một cái được gọi là một bậc A La Hán. Vậy A La Hán chánh đẳng giác. Trong cái từ Bali nó có ba cái từ trong Phật pháp gọi là, thứ nhất là chỉ cho Đức Phật chánh đẳng giác là Samma Sambuddho, tức là chánh đẳng giác. Từ thứ hai là Paccika Buddho, tức là chỉ cho chư Phật độc giác. Chỉ cho chư Phật độc giác. Cái từ thứ ba gọi là Savaka Buddho, tức là chỉ cho thinh văn giác. Cái chữ giác ở đây là chỉ cho cái bậc mà hoàn toàn giác ngộ đó. Hoàn toàn giác ngộ, đoạn ly những phiền não. Thì khi một người mà có đức tin, quý vị thấy rằng ở cõi trời hay là ngay cả các cái chư thiên, chư thiên thì có những chư thiên chánh kiến và chư thiên tà kiến, chứ không phải chư thiên nào các vị thiên đó đều là có chánh kiến hết. Thí dụ như là mình ủng hộ cái điều đó, những cái điều gọi là ví dụ các cái lễ hội như vui chơi, rồi bố thí chẳng bần, chẳng hạn, tức là mình giúp đỡ cho người khác trong những cái cơn khốn cùng đó, hoặc là chúng ta đi quỷ lạo, rồi chúng ta đi cứu trợ những nơi này báo luật, rồi chúng ta đến ta giúp. Thì trong kinh có nói rằng hai cái tư cách bố thí, một là bố thí cúng dường đến tăng thí, hai là bố thí tế độ. Tế độ tức là sao? Tế độ tức là mình thấy người ta khổ, thấy người ta thiếu cái gì đó, mình đến mình chia sẻ cho người ta chén cơm manh áo, mình chia sẻ cho người ta thuốc thang, hoặc là chia sẻ cho người ta một căn nhà tình thương, vân vân. Nói chung là chúng ta đắp cầu, quay xây đường, làm đường, hoặc là làm nhà, giúp đỡ cho người khác, hoặc là bố thí chẩn bần cho người khác. Thì cái việc đó là cái bố thí gọi trong cái tư cách gọi là bố thí tế độ. Bố thí tế độ. Còn một người trong cái nghĩa thứ hai nữa là mình bố thí cúng dường. Tức là cúng dường đến những bậc đáng cúng dường. Bậc đáng cúng dường mà chúng ta đọc ở trong cái đoạn kinh này nè, gọi là bậc đáng cúng dường. Bậc đáng cúng dường, đáng cung kính, đáng cúng dường. Thì trong cái nghĩa thứ ba là bậc ứng cúng. Bậc ứng cúng, đáng cúng dường. Ứng cúng là đáng cúng dường. Bậc ứng cúng sát tặc, tức là bậc mà hoàn toàn đoạn tận hết những cái phiền não, chỉ cho bậc A-la-hán. Thì như vậy đó, là khi chúng ta cúng dường là cúng dường đến những bậc đáng cúng dường thanh tịnh. Ở đây chúng tôi trở lại trong 10, trong kinh cúng dường phân biệt thí thuộc Trung Bộ Kinh. Thì trong đó, trong nội dung của bài kinh đó, có nhiều cái ý, có nhiều cái ý. Đặc biệt là nêu lên 14 cái trường hợp thí. Trường hợp thí, 14 trường hợp thí đó, thì phải nói từ cái việc mà cúng dường lưỡng phái tăng. Lưỡng phái tăng ở đây chúng ta hiểu là hồi xưa thời Đức Phật thì có tăng và ni, mà mình hiểu cái từ là ni, phí khú ni, tức là tỳ kheo và tỳ kheo ni đó. Mà có Đức Phật chứng minh, có Đức Phật chứng minh vào thời Đức Phật thì có Đức Phật chứng minh, hay hoặc là cúng dường đến chư tăng có Đức Phật chứng minh, vân vân, hoặc là cúng dường cho Đức Chánh Đẳng Giác, tức là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Ở đây chúng tôi không có nêu hết 14 cái trường hợp thí đó, nhưng mà chúng tôi chỉ kể sơ qua để cho quý vị thấy rằng là 14 cái trường hợp thí đó, thì thí lưỡng phái tăng, tức là có gồm có tăng ni đó, thọ nhận mà có Đức Phật chứng minh,
hoặc là cúng thường chỉ cho chư tăng mà có Đức Phật chứng minh, hoặc là cúng dường cho Đức Chánh Đẳng Giác, tức là chỉ cúng dường cho Đức Phật, hoặc là cúng dường cho các bậc độc giác, rồi cúng dường cho các vị Thinh Văn A-la-hán, A-la-hán Thinh Văn, hoặc là cúng dường cho những vị mà chứng tam quả, hoặc là cúng dường cho những vị chứng tam đạo, cho cúng dường cho những vị chứng nhị quả, hoặc là cúng dường cho những vị chứng nhị đạo, hoặc là cúng dường cho những vị chứng sơ quả, hay là cúng dường cho những vị chứng sơ đạo, vân vân. Hoặc là cúng dường cho những người chứng thiền, hoặc là cúng dường cho những vị đắc giới, tức là họ thực hành, những vị ấy thực hành giới có sự thành tựu nhất định, rồi cúng dường cho những vị có giới nhiều, rồi cúng dường cho những vị có giới ít, và cúng dường cho một vị không có giới, hay là cho một sinh vật nào đó ăn. Thì trong 14 trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng từ ở mức độ mà cúng dường lượng phái tăng có Đức Phật á, cái phước báo nó thù thắng. Nhưng mà rồi cúng dường cho vị Chánh Đẳng Giác, phước báo nó thù thắng hơn các cái khác. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì Đức Phật Ngài nói là cúng dường đến tăng chúng là cái phước báo nó thù thắng. Khi mà mình hiểu ở trong ba cái yếu tố mà bố thí cúng dường đó, thì nếu mà với cái tâm mà mình xả ly, tâm xả thí đó, mình không có buồn, không có vui, và là mình không xả đi những cái sự sang tham á, hiểu ở đây tức là cái tâm của mình nó thật sự là mình không có cái sự bón rít keo kiệt gì hết, mà ở đây nó là mình với cái khả năng của mình cúng dường cái vật đó, cúng dường đến cái vật đó, và thật sự cái tâm của một cái người mà bố thí đó thật sự là trong sạch. Trước tiên đó là cái tâm lý thí của họ, tức là trước khi họ làm họ có cái niềm tin, bởi vì tin ở nơi cái phước. Cái người mà bố thí đó, cúng dường xả thí đó, thì thật sự ra ra thì việc làm thì ai cũng làm được, nhưng mà cái động cơ làm thì nó khác nhau. Có người bố thí thì giới thấy người ta làm mình làm, hoặc là thấy vui thích thì mình làm, quan hỷ thì mình làm, hoặc là đó là phong tục truyền thống thì mình làm. Nhưng mà có người thì lại là bố thí bằng giới cái niềm tin, bố thí cúng dường cái gì tin ở nơi cái quả phước mà một bậc hoàn toàn thanh tịnh, bậc hoàn toàn thanh tịnh. Thì trong trường hợp này á, trong cái nội dung của bài kinh mà cúng dường phân biệt thí, thì Đức Phật Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố cá nhân tuyển thí không có phước báo thù thắng bằng tăng thí. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên là người tu Phật của chúng ta nói chung, dù là các bậc xuất gia hay là những hàng cư sĩ đó, thì khi chúng ta có cái việc mà xả thí, chúng ta có cái việc bố thí đó, thì chúng ta luôn luôn tìm đến cái hình ảnh của tăng chúng. Tăng chúng ở đây hiểu là một tập thể nha, một tập thể thanh tịnh. Có thể hiểu đó là các vị thánh, hiểu đó là các vị phàm mà đang tu hành chân chánh với đức tinh nghiêm, tu hành chân chánh. Thì như vậy đó là gọi là tăng thí. Tăng thí. Và khi mà mình cúng dường là nó không có đặt riêng một ai. Không đặt riêng cho một ai. Bởi vì mình đặt cho cá nhân một ai thì rõ ràng là mình còn giới hạn ở trong cái sự phân biệt của mình. Thì cái quả nó cũng không thù thắng bằng cái việc mà chúng ta tác ý đến với tập thể tăng chúng, tức là hình ảnh của chư tăng, những vị mà có phẩm hạnh của một vị tăng, chúng ta tác ý cúng dường đến một tập thể tăng chúng, như vậy thì cái phước quả thật là thù thắng hơn.
quả thật là tu thắng hơn. Thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến cái việc mà một vị mà ai mà hiểu được cái sự thanh tịnh của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì Phật thật sự là cái người đó mới quan trọng. Cho nên là nếu như một ai mà người ta ngoại đạo đó, người ta cũng có thể có những cái pháp gọi là bác ái, tức là chia sẻ tình thương của mình. Số tôn giáo khác họ sử dụng cái từ gọi là bác ái, là để chia sẻ cái tình thương của mình đối với người khác. Đối với người khác thì cái người đó sanh, họ cũng sanh làm chư thiên á, họ cũng là sanh làm chư thiên, họ cũng sanh làm chư thiên. Nhưng mà chư thiên này nó chưa chắc là những vị chư thiên, những vị thiên mà có cái chánh tính, chánh kiến. Bởi vì họ không có tin Tam Bảo, họ cũng không tin nhân quả, và họ cũng không cần phải hiểu, họ không có hiểu được cái ân đức của Đức Phật, hiểu được cái ân đức của giáo pháp, hiểu được cái ân đức của Tăng. Do họ có cái pháp gọi là bố thí như vậy thôi, thì họ cũng sanh làm một vị thiên nào đó, một vị thiên nào đó, chư thiên ở cõi trời nào đó, hoặc là chư thiên tứ thiên vương, hoặc là chư thiên ở hư không, và chư thiên ở xung quanh nơi ngôi nhà, hay là nơi ngọn cây của chúng ta, nơi cội cây gì, thì nó có chư thiên, những vị chư thiên. Nhưng mà những vị chư thiên này chưa chắc là những vị chư thiên có chánh, có chánh kiến. Họ có phước cho nên là họ sanh làm một vị thiên, nhưng mà rõ ràng là họ lúc họ sinh thời sinh tiền, họ đâu có quy Tam Bảo đâu, họ đâu có quy ngưỡng đối với Phật Pháp Tăng đó, và niềm tin đối với họ không có đặt niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, cho nên là họ chưa phải là cái niềm tin mà có chánh tín hay là chánh kiến ở chỗ này. Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy là vào thời kỳ Đức Phật có một vị thiên nữ mà ở trong nhà ông cấp cô độc đó. Đó là một trong những cái câu chuyện, cái trường hợp mà điển hình như chúng ta đã biết. Vị thiên nữ này cũng đâu có chánh kiến đâu, đâu có chánh tính đâu. Cho nên là đã mắc cho nói với ông cấp cô độc là do cái sự bố thí cúng dường đó mà bị khánh kiệt tài sản. Cấp cô độc cũng giận, ông không hài lòng, cho nên ông đuổi cái vị thiên này đi khỏi cái nhà đó. Vị thiên nữ này mới là đi lang thang cầu cứu nơi này cầu cứu nơi nọ, cuối cùng thì phải trở về lại xin lỗi cũng như là sám hối với lại ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc đồng ý cho ở, và với một cách chuộc lỗi đó là vị thiên này phải có nhiệm vụ là trước đây những ai mà thiếu nợ ông cấp cô độc đó thì phải đòi cho bằng được, để người ta trả lại cái số tiền, số tài sản mà người ta thiếu, người ta không trả cho ông cấp cô độc, để ông cấp cô độc lấy thu hồi được cái tài sản đó. Thì quả thật là vị thiên này đã làm được điều đó. Thì ở đây chúng tôi điển hình là nói như một điều đó là không phải là các vị thiên nào cũng gọi là có chánh kiến và có chánh tính. Cho nên là họ cũng có thể phá mình, rồi họ cũng có thể là cản trở mình, hoặc là gây sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của chúng ta, nó có chứ không phải không. Còn cái việc mà chúng ta nguyện xin chư thiên hộ trì cho chúng tôi đó, thì đó là mình đang nói đến các cái vị chư thiên, hướng đến các vị chư thiên và chia phước đến các cái vị chư thiên có chánh kính, chánh tín, chánh tính và chánh kiến. Cũng như là chúng ta nhìn ở cuộc đời xã hội cũng vậy, không phải là ai ăn hiền, ai tu hiền, ai là hiện những điều lành, ai tu hành lại người ta thích đâu, người ta đâu quan hỷ hết. Cho nên là có những người hiền thiện thì người ta mới có thể là thấy được cái sự, họ có những cái thiện duyên thì họ thấy được những cái người tu á, họ mới quan hỷ với những cái người tu, chứ còn đâu phải là ai cũng quan hỷ với những người tu. Cho nên là chúng ta cũng gặp những cái trường hợp đó, và khi mà sanh làm một vị thiên á, thì họ cũng là những vị chư thiên có chánh kiến hoặc là không có chánh kiến, có chánh tính hoặc là không có chánh tính, do rằng là họ lúc sinh thời họ có
quy ngưỡng Tam Bảo hay không, họ có tin nhân quả hay không, đó là điều quan trọng. Bây giờ khi mà mình nói đến một cái trường hợp, một cái việc mà đối tượng để mà thọ thí đó, thì rõ ràng là cái từ Bali có gọi là đầy đủ cái đối tượng để thọ thí đó là Khetta Sampatti. Chữ Khetta Sampatti tức là đầy đủ về đối tượng để thọ thí. Mà đối tượng ở đây là gì? Đối tượng ở đây là như trường hợp chúng tôi đã thưa với các vị khi nãy, đó là 14 trường hợp từ cái việc mà cúng dường Lưỡng Thái Tăng có Đức Phật chứng minh, và cúng dường Lưỡng Thái Tăng không có Đức Phật chứng minh, và cúng dường một vị chánh đẳng giác, độc giác, rồi các vị tinh văn từ bậc A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm hay là Tu Đà Quần, rồi cho đến các vị chứng thiền và các vị đắc giới. Nói chung là vậy. Thì 14 cái trường hợp đó, hoặc là những người có giới ít, hoặc là có những người có giới nhiều, hoặc là những người không có giới, thì tùy theo những cái trường hợp đó mà cái phước nó khác nhau. Thì cái đối tượng ở đây đó, mà phải nói là những cái bậc mà thanh tịnh, thì những bậc này đó là đưa đến cái quả rất thù thắng. Chúng tôi nói lại một điều, đó là ở trong Luận Tạng đó, có nói là một vị mà xả thiền diệt đó, vừa xả thiền diệt đó, thì nếu mà ai được cúng dường, nếu chúng ta đầy đủ hai cái yếu tố trước và chúng ta cộng thêm cái yếu tố mà đối tượng để thọ thí, mà đặc biệt là một vị mà vừa nhập xả thiền diệt đó, vị đó vừa nhập xả thiền, nhập thiền diệt xong xả thiền diệt, thì lúc đó đó thì cái phước của cái người mà cúng dường cho cái vị đó, cái quả nó trổ liền ngay trong đời sống hiện tại luôn. Chúng ta thấy rằng cái nếu mà nói rằng cái yếu tố của cái tâm lý, cái yếu tố của đối tượng, mà ở đây là yếu tố của đối tượng, có một cái câu chuyện của một hai vợ chồng mà có một cái khố đó, chỉ là có một cái khay khố thôi. Thì khố đó là chồng đi thì vợ ở nhà, mà quấn cái khố đó, chồng quấn cái khố đó đi, rồi đó là mà vợ đi ra đường thì chồng ở nhà. Cho nên ông chồng cũng rất là nghèo, nhưng mà nghĩ có cái khố muốn quyết tâm là cúng dường cho Đức Phật. Một hôm đi vô nghe pháp, cứ dần dần tới cuối, gần cuối thời pháp thì ông ta mới phát tâm cúng dường cái khố đó. Ông ta cúng, khi mà ông chiến đấu tranh với lại cái nội lòng của mình, tức là cái nội tâm giữa cái có và cái không, cái mà mình có một cái vật thôi, đó là một cái khố của hai vợ chồng, nhưng mà bây giờ quyết tâm mà cúng dường cái khố này cho Đức Phật, thì phải nói rằng đó là một cái sự phải nói là đấu tranh rất là lớn từ ở nội tâm, mà cuối cùng đó thì ông mới là quyết định là cúng dường. Ông nói là ta đã chiến thắng trước pháp hội, trước pháp hội có Đức Phật và các vị những người cư sĩ và có chư tăng này. Ông lột cái khố đó ra, ông cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, và ông ấy nói là ta đã chiến thắng. Đức Vua Ba Tư Nặc mới hỏi rằng lý do tại sao mà chiến thắng, bởi vì vua mà nghe nói là chiến thắng có nghĩa là nghĩ lại những cái sự việc mà giống như là ai đó xóa ngôi hay ai đó là chiếm đoạt quốc gia vậy đó. Cho nên là Vua Ba Tư Nặc mới hỏi lại cái người thiện nam đó thôi. Thì cuối cùng thì người thiện nam đó mới trả lời rằng là chiến thắng, là chiến thắng ở đây là chiến thắng cái nội lòng của mình. Thì nếu mà ngay từ đầu thời pháp á, ông ta cúng dường thì có lẽ là phước nó thù thắng hơn, nhưng mà đến khi mà ông ta dần đấu tranh với cái nội lòng của mình giữa cái cho, cái cúng dường cho Đức Phật và cái không không cúng dường cho Đức Phật, giữa hai cái đó, mà cuối gần cuối thời pháp thì ông ta mới cúng dường cho Đức Phật. Cho nên khi mà Vua Ba Tư Nặc nghe nói như vậy thì Vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ về cái việc nội lòng của ông đã đấu tranh, cuối cùng ông đã dâng cái khố cho Đức Phật. Khố đó chạy được. Vua thưởng cho ông lụa là gấm dốc tiền bạc,
Thì ở đây đó chúng ta muốn nói đến cái nội lòng, tức là cái yếu tố mà khi nãy chúng tôi nói là citta sambatti, tức là đầy đủ về tâm, đầy đủ về cái nội tâm, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Búp bát chetana, munchana chetana, aparapara chetana, cả ba cái tư đó, tức là tư tiền trước khi làm đã có một cái suy nghĩ một cách chân chánh, hiểu về ân đức của Tam Bảo, ân đức của những cái đối tượng mà mình cúng dường, và tin ở nơi cái quả mà chúng ta bố thí cúng dường đó. Trong khi làm là ở nội lòng của mình không có một cái sự sân tham keo kiệt bọn sẻn. Và đến khi mà chúng ta làm rồi, sau khi chúng ta làm rồi, tâm của chúng ta thật sự hân hoan, quan hỷ trong cái thiện sự đó. Không có một sự hối tiếc, không có một sự keo kiệt bổn sản. Thì chính vì ba cái yếu tố, ba cái tư tiền, tư hiện và tư hậu, Vipa Chetana, Munchana Chetana, Aparapara Chetana đó, ba cái tư tiền, ba cái tư đó mà có đầy đủ thì ở trong kinh gọi đó là Citta Sambatti, tức là đủ tâm tư, đầy đủ tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu có đầy đủ. Đó là yếu tố thứ hai mà mình đang nói. Còn cái yếu tố mà gọi là Khattha Sambatti, tức là đối tượng để thọ thí. Chữ Khattha ở đây đó, các vị hiểu nó là giống như là miếng ruộng. Từ Bali đó là miếng ruộng. Mà ở trong cái phước điền của chúng ta ra để là chữ điền, phước điền tức là ruộng phước. Phước điền là ruộng phước. Chữ Khattha. Từ Khmer họ kêu mấy người tỉnh trưởng gọi là khai. Thì ở đây đó muốn nói đến cái việc đó là đối tượng mà để thọ thí. Đối tượng thọ thí. Cái đối tượng thọ thí này đó, đưa đến cái quả rất là lớn. Cộng thêm cái yếu tố đó. Và cái yếu tố thứ ba nữa là chỉ cho Deyathamma Sambatti, tức là cái vật thí của chính mình. Cái vật thí của chứng mình. Quý vị thấy không? Nhiều cái cách thí lắm. Người ta có cái này, có cái kia. Nhưng mà ở đây nói là thường thường trong cái văn hóa của ẩm thực của Phật giáo Nam truyền của chúng ta nói riêng, sự thật ra đó là chúng ta do y cứ vào kinh, do y cứ vào luật, chúng ta thực hiện cái pháp bố thí nó cũng phải y cứ vào kinh, phải y cứ vào lực. Đó là sao? Chúng ta nghĩ những cái gì quý nhất á, và là sớm nhất á, thì chúng ta đứng đơn thừa cúng dường đến với chư tăng. Vì chúng ta tin rằng cái quả nào đó mà nếu chúng ta có cái trái cây đầu mùa chúng ta cúng dường cho chư tăng đầu tiên, thì mai sau á, cái quả chúng ta có là cái quả lành mà nó trổ ra. Cái gì mà được hưởng có lẽ là chúng ta được hưởng trước, có chúng ta hưởng đầu tiên. Cho nên là trái cây đầu mùa, lúa gạo đầu mùa, cho đến những y phục vật thực, trú xứ, thuốc men, tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ là quý nhất, sớm nhất, mới nhất thì chúng ta cúng dường. Chúng ta cúng dường. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường đến những cái đầu mùa đó, thì cũng một là trong những cái điều đó là cái quả mà sau này nó trổ ra đó, cái gì mà nó có sớm nhất thì chúng ta được hưởng trước. Nếu chúng ta sanh lại làm người, nếu chúng ta sanh lại làm trời, sanh lại làm người thì chúng ta được hưởng đầy đủ những cái phước của ở cõi người. Thí dụ như về sắc đẹp, hay về danh tiếng, về tuổi thọ, về sức lực, về danh xưng, vân vân. Tất cả những cái gì mà phước ở cõi người có đó, thì cái người đó họ sẽ được hưởng cái đó trước. Hưởng đó trước. Đây giá Thamma Sambatti ở đây là chỉ cho cái vật thí của mình. Cái vật thí. Cái vật thí đó là ở đây đó quý vị thấy rằng là thường gọi là thường có một cái tắc bạch mà gọi là cái lời tắc bạch trai tăng truyền thống đó. Những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, cúng được hiệp theo lẽ đạo. Hiệp theo lẽ đạo là cái mà tài sản của cải từ
vật thực, thuốc chữa bệnh hay là y phục, hoặc là phương tiện, các cái phương tiện, hoặc là trú xứ, thì những cái tài sản mà phát sinh đây đó là tài sản hợp pháp. Tài sản hợp pháp. Hợp pháp là sao? Hợp pháp là những gì ta làm mà không phạm vào cái luật nhân quả để có cái tài sản đó. Và ta làm bằng cái công sức của chính mình, bằng trí tuệ, bằng công sức của chính mình bỏ ra nhặt đó. Sản này là do chúng ta gạt, lường gạt, trộm cắp hay là cái này cái kia để có, để cúng dường. Thì ở đây đó nói rằng cái tài sản, cái gọi là đây giá thăm mát sa, tức là cái vật thí nó hợp pháp đó, hợp theo lẽ đạo đó, có nghĩa là bằng với công sức trí tuệ, một công sức của mình bỏ ra mới có được cái tài sản đó. Và chúng ta cúng theo hiệp theo lã đạo, tức là có đối tượng, có tác bạch, có dân cúng tận tay đối với chư tăng, thì cái đó cũng là một trong những cái cách gọi là cúng hiệp theo lã đạo đó, cúng được hiệp theo lã đạo. Những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lã đạo và cúng được hiệp theo lã đạo. Hiệp theo lã đạo là chúng ta thanh tịnh ở cái chỗ rồi gọi là vật thí của mình, mà ở trong kinh gọi là đây giá thăm mát sa bát tí, tức là tài sản hợp pháp. Đây giá thăm mát sa bát tí là vậy. Như vậy thì ba cái yếu tố thí, tức là đối tượng mà chúng tôi đã nói là 14 cái trường hợp đó, hoặc là chúng ta cúng dường đến với tăng chúng, đến với tăng chúng. Bởi vì sao mà Đức Phật ngày dạy rằng là, vì sao Đức Phật dạy rằng cúng dường đến với tăng chúng là phước báo? Chúng ta chú ý một điều đó, khi chúng ta tác ý đến tập thể tăng chúng thì trong một cái tập thể đó, đó có những vị còn là phàm, có những vị là thánh. Và những vị phàm này mà có cái đường hướng tu thì mỗi người đó phát nguyện một hạnh nguyện khác nhau. Hoặc là có vị phát nguyện chánh đẳng giác, có vị phát nguyện thinh văn giác, có vị phát nguyện độc giác. Và khi mà chúng ta tác ý đến đại thể, tức là tập thể của tăng chúng á, thì cái phước rất là thù thắng hơn so với lại một cái cá nhân nào. Cá nhân nào. Như vậy thì khi mà một người mà bố thí đó, thì trước tiên đó là cái tâm phải từ bỏ nhiếp phục sang tham. Ở đây cái đoạn này gọi là nhiếp phục sang tham, giới tâm thật thanh tịnh đúng thời bố thí. Giới tâm thật thanh tịnh, thật sự là cái tâm của mình phải xả bỏ, giống như là không có keo kiệt, bổn xẻng, không có hối tiếc, không có những cái suy nghĩ gì do lòng tham, lòng sân của mình khởi lên, hoặc là ganh tị, tật đố, hoặc muốn hơn thua gì với ai. Mà ở đây cái tâm thật sự là xả bỏ sang tham để chúng ta thực hiện cái pháp bố thí. Bố thí như thế nào được gọi là bố thí đúng thời? Như chúng ta thấy rằng đầu mùa hay là cái gì nó có trước đó, thì chúng ta cúng dường đối với tăng chúng. Thì chúng ta có phước. Nước nó trổ ra trước. Hoặc là trong kinh nói rằng là cúng dường đến những vị tăng sắp sửa đi xa. Đó cũng là bố thí hợp thời. Bởi vì chư tăng sắp sửa đi thì cái phương tiện cần thiết đó. Chư tăng cần cái gì? Vị sư đó cần cái gì? Cần cái gì để chúng ta cúng dường? Đó là sắp sửa đi xa. Rồi cúng dường cho vị tăng sắp sửa đến, mới vừa đến. Bởi vì chư tăng đi đến đâu, chùa chư tăng lâu lâu ghé, đi đâu về ghé chỗ đó, chúng ta có dịp mà, chúng ta mới cúng dường. Chúng ta có dịp, lâu lâu có chư tăng tới, thì khi mà chư tăng tới chúng ta cúng dường cho cái vị đó. Hoặc là cúng dường cho gì? Cho cái vị tỳ kheo bệnh ấy, chẳng hạn vậy. Tỳ kheo bệnh thì cần những cái gì? Phương tiện, thuốc men để chữa, thì lúc đó chúng ta cúng dường. Những cái lúc phải cúng dường. Ở cho nên chúng ta thuốc men để cho các vị tỳ kheo là khỏi bệnh,
hoặc là cúng dường cho vị tỳ kheo nuôi bệnh, cũng là một trong những cái cách mà gọi là cúng dường hợp thời đó. Cúng dường hợp thời, khách tăng từ xa mới tới, rồi chư tăng sắp sửa đi xa, hoặc là cúng dường cho một vị tỳ kheo nuôi bệnh, hoặc là cúng dường cho vị tỳ kheo bệnh, thì đó là một trong những cái cách gọi là hợp thời. Hoặc là chúng ta thấy là mùa màng cây cối ra hoa lá, hay là những cái vật gì mà người ta làm gì sớm á, có mà chúng ta bố thí cúng dường, cúng dường đó là cúng dường hợp thời, cúng dường sớm, cúng dường hợp sớm. Xin thưa quý vị rằng ở đây đó, với một người mà bố thí, dù là ở trong cái đoạn kinh này nói là dùng một miếng cuối cùng, miếng cuối cùng, miếng cuối cùng của họ, có nghĩa là vật thực của họ rất là hiếm, rất là ít, chỉ là còn một miếng, một phần nào đó họ nhín lại một phần, thay vì phần ăn của họ, họ nhín lại một phần nào đó để họ cúng dường. Thì nếu mà họ cúng dường với cái tâm mà tịnh tính, với cái tâm tịnh tính, tức là nhiếp phục cấu quế sang tham đó, với cái tâm thật sự, tâm thật là thanh tịnh, thì cái phước rất là quan trọng, cái phước rất là lớn. Như vậy thì thường là khi mà mình nói đến cái việc bố thí thì mình sẽ là tìm đến cái đối tượng đáng được cúng dường, đáng được cúng dường. Thì chúng ta cũng phải hiểu đó là dù là chư tăng, phàm tăng hay là thánh tăng, những vị phàm tăng thì những vị đang tu hành, thực hành theo giới định tuệ của Đức Phật. Những vị thánh tăng là các bậc thánh rồi, chúng ta không nói. Mà ở đây đó là tăng, ở đây là tập thể của những vị mà đang thực hành giới định tuệ của Đức Phật, của Đức Phật. Và khi mà một người bố thí như vậy đó, bố thí như vậy thì cái quả nếu mà họ sanh lại làm người, chúng ta thấy là như ngày Siêu Qua Lý, bao nhiêu kiếp á, sanh lên cõi trời, rồi sanh lại làm người là cũng đầy đủ vật chất, cũng do cái pháp mà bố thí đó thôi, cúng dường đó thôi. Rồi còn nhiều nhiều cái câu chuyện nè, nhiều nhiều câu chuyện. Như vậy thì cái người mà bố thí đó, nếu mà họ sanh lại làm người thì họ hưởng phước ở cõi người, cõi người, phước ở cõi người, do cái tâm xả thí đó, do cái tâm bố thí đó. Và nếu mà họ sanh lại cõi trời thì họ là người có đầy đủ những cái ơn những vị thiên cát, thí dụ như thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, về tuổi thọ thì họ thọ hơn cái người khác, các vị thiên ở chỗ khác biết đến vị thiên nó nhiều hơn, đó là thiên danh xưng, thiên nhân sắc, tức là cái hào quang sắc đẹp của những vị thiên đó nó vẫn tốt hơn. Thì ở đây đó là chính là nhờ gì? Nhờ cái pháp bố thí, nhờ cái pháp bố thí. Và nếu như mà mình làm người á, ở trong một cái bài kinh, có một bài kinh Sumana, có một lần họ đó là khi mà công chúa Sumana hỏi Đức Phật đó, tôn, nếu một người bố thí cũng thí thì giữa hai vị có khác biệt gì hay không, thì Đức Phật mới trả lời này Sumana, nếu người đã sanh, người có bố thí á, sanh lại cõi trời thì người đó được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng nhiều hơn gì khác. Nếu mà sanh lại cõi người đó thì họ cũng đầy đủ phước báo hơn là cái người không có bố thí. Và nếu mà đã xuất gia đó, nếu mà được xuất gia đó, thì nếu là xuất gia thì hai vị tỳ kheo ấy, thì cái vị bố thí, có bố thí cúng dường đấy, thì vị đó sẽ được người khác cúng dường y phục vật thực trú xứ trước tiên.
Và cái người không có bố thí thì cái người đó họ sẽ bị kém hơn cả hai vị tỳ kheo, cả hai vị tỳ kheo nếu xuất gia. Như vậy thì sự giống nhau đó, về giác ngộ thì giống nhau. Nếu ai nỗ lực thanh lọc nội tâm để mà loại trừ phiền não thì cái sự chứng đắc quả vị thánh nhân đó, nó cũng giống như nhau. Nhưng mà khác nhau đó là khi mà sanh lợi cõi người, sanh lợi cõi trời, nếu mà là xuất gia thì hai cái sự, hai vị tỳ kheo cũng khác nhau. Một vị có bố thí và một vị không có bố thí khác nhau. Chúng ta chú ý chỗ này. Và trong thập độ ba la mật của chúng ta đó thì có một cái pháp độ đầu Danaparami, tức là bố thí parami. Bố thí như thế nào là gọi là bố thí parami? Tức là bố thí mà với cái tâm xả ly, cầu sự giải thoát. Xả ly mà cầu sự giải thoát thì bố thí đó nó trở thành cái pháp độ ba la mật. Còn bố thí mà hướng đến nhân thiên thì rõ ràng là nó còn trong cái pháp hữu lậu, nó không phải gọi là pháp ba la mật. Mà ở đây đó chúng ta biết rằng một người bố thí khi chúng ta chưa có, dù là phát nguyện giải thoát, dù là phát nguyện giải thoát, sớm được giải thoát, nhưng mà chúng ta chưa được giải thoát thì chúng ta cũng tái sanh lại trời người, chúng ta được hưởng phước của đời người. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng á, để trở thành cái gọi là bố thí parami đó, Danaparami đó, hay là bố thí ba la mật á, thì lúc đó với cái tâm xả ly và mong cầu giải thoát thì nó trở thành cái pháp độ ba la mật, mà đó là bố thí ba la mật, là như vậy. Còn nếu sanh cõi người á, thì hưởng được một cái quả rất là thù thắng. Ví dụ như là mình sanh vào trong một cái địa phương, hoặc là sanh trong một gia đình, sanh trong một cái điều kiện hoàn tất, tức là đầy đủ về phương tiện vật chất, rồi hoặc là có danh vọng địa vị, hoặc là có sắc đẹp. Chúng ta có nhớ cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Tương Ưng, có ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Như vậy thì cái người mà cho ăn, tức là cho sức lực, mình sống được trường thọ, được khỏe mạnh, phải nói là mình bố thí vật thực á, bố thí vật. Cho đèn, cho mặt là cho sắc, tức là mình bố thí y phục thì mình sẽ có được cái dung sắc. Sanh lại lười thì mình được dung sắc được đẹp, sanh lại cõi trời thì thiên sắc tốt hơn những vị thiên khác. Ai cho những cái phương tiện thì người đó cho sự an vui. Rõ ràng ở đời ấy, có khi đó chúng ta gặp có những người họ gặp cái trục trặc hết chuyện này tới chuyện nọ, gặp chuyện bất trắc không. Sống ở đời có những người không ai giúp mình, ở ngoài người ta gọi là không có quế nhân giúp đỡ, thì phải nói rằng cái người đó họ thiếu phước. Nhưng mà cái người có quế nhân giúp đỡ là những cái người mà có bố thí đó, họ có bố thí đó, và do vậy đó thì họ nhờ giúp đỡ những cái phương tiện cho người khác đó, mà đời sau họ cần cái phương tiện gì thì họ có được cái sự phục vụ ở đó, có phương tiện đó, có phương tiện đó. Và ai mà cho ở cho người khác có nghĩa là cho đầy đủ những cái phương tiện khác, cho nên là người đó họ sanh lên đời họ có đầy đủ những cái phương tiện. Những phương tiện ở đâu thì cũng có người giúp đỡ, từ ở các cái món vật dụng mình xài nó cũng có được đầy đủ. Nhưng mà rõ ràng thì ai giảng giải chánh pháp thì vị ấy mới cho cái điều bất tử đến với chúng ta. Đó là như vậy. Như vậy thì hiểu ở trong một cái điều này đó là nhờ cái pháp bố thí này, từ ở cái từ mà chúng tôi đã nói đó là
Trong cái từ Phật giáo có hai từ Dana, tức là chỉ cho bố thí trong cái nghĩa bình thường, nhưng mà trong cái từ Chaga là xả thí đó, thì ở đây đó nó ngoài cái việc mà cho ai một cái vật gì đó, thì ở trong nội lòng của mình phải thật sự là xả bỏ đi những cái sân tham, xả bỏ sự cấu uế phiền não ở nội tâm, thì đó chính là cái sự xả thí. Sự xả thí. Và như vậy thì khi mà mình nói đến cúng dường thì mình tìm đến những cái đối tượng đáng được cúng dường, đáng được cúng dường. Mà chúng ta biết rằng ở trong sứ giải cũng cho chúng ta biết đó, ba loại phước mà ở đây các vị Phật tử chúng ta biết, chắc có lẽ cũng biết, những vị nghe pháp thường thì nghe biết rồi. Ba loại phước là phước đức, phước vật và phước trí. Chúng ta cần phải có. Phước vật là chúng ta đầy đủ phương tiện vật chất, dù sanh lại cõi người hay là cõi trời, đó là phước vật. Cái người mà có đầy đủ những phương tiện vật chất, đó là người đầy đủ về phước vật. Phước thứ hai là chúng ta có được cái phước đức. Phước đức. Cái phước đức á, là cái phước mà chúng ta được sống trường thọ, có được sắc đẹp, có được tướng hảo, có được mọi người quý kính mình. Quý kính mình. Thì phải nói là cái người mà có cái phước đức. Còn cái phước thứ ba nữa là phước trí, tức là chúng ta hiểu ở đời đó, thì chúng ta hiểu được cái phương pháp, cái cách để làm ra tài sản vật chất bằng cái công sức mồ hôi, công sức của mình bỏ ra một cách chính đáng, mà mình thu hoạch những cái tài sản chính đáng. Tài sản chính đáng. Còn khi mà mình xuất gia vào mình tu trong Phật Pháp này, hay là không xuất gia tu trong Phật Pháp này, khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta hiểu được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp để chúng ta hành được Phật Pháp, hành được cái giáo pháp của Đức Phật. Thật sự là như vậy. Thì cái người đó phải nói là cái người có phước trí. Phước trí. Mà tối thắng của cái phước vật á, là chúng ta cúng dường tứ phương tăng. Tứ phương tăng. Tứ phương tăng ở đây hiểu là cúng dường tác ý đến với tăng chúng, hoặc là chúng ta cất một cái nơi nào đó mà thường thường đó. Chúng tôi nói ở đây là các vị chú ý đó, cái Phật giáo Bắc truyền đó, do họ đặt nặng về lòng từ, còn Phật giáo Nam truyền của chúng ta thì đặt nặng về trí tuệ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có lòng từ. Không phải là cái người tu theo Phật giáo Nam tông không có tâm từ, không phải. Mà cũng không phải là những người tu theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông người ta không có trí tuệ. Nhưng mà do cái tư tưởng, cho nên là mỗi một truyền thống của Phật giáo đặt nặng như vậy. Cho nên cái việc mà bố thí chẩn bần á, Phật giáo Bắc Tông họ làm rất là mạnh. Họ làm rất là mạnh. Bởi họ phát xuất từ ở cái tâm từ, mà bất cứ ai họ cũng có thể chia sẻ. Bất cứ ai cũng có. Còn đối với Phật giáo Nam Tông thì lại là đặt nặng về trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường, mà ở đây chúng tôi nói luôn, giống như là chúng ta cúng dường đến cái gì mà đến tăng chúng thì chúng ta quan hỷ. Nhưng mà chúng ta bố thí chẩn bần thì chúng ta lại ít có quan tâm tới chuyện đó. Có phải không? Ở đây là do cái tư tưởng. Nhưng mà đối với một cái người tu của chúng ta đó, thì chúng ta phải kết hợp giữa trí tuệ và tâm từ. Và giữa tâm từ và trí tuệ, chúng ta luôn luôn đặt nặng cái điều đó. Và trình gọi là bố thí cúng dường, hay là bố thí đến tăng chúng, hay là bố thí tế độ, tức là san sẻ tình thương. Thì ở đây đó, chúng ta muốn hiểu là ở trong cái việc bố thí đến với tăng chúng, thì đệ nhất về phước vật đó, là chúng ta cúng dường đến với tứ phương tăng, tức là cái nơi ở của chư tăng, hay là cúng dường vật thực, y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men đến với chư tăng. Đến với chư tăng đó là đệ nhất về phước vật. Đệ nhất về phước đức á, là chúng ta tu tập bốn cái pháp phạm trú, tức là tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ, tu tập về tâm xả.
Và đệ nhất về phước trí đó, thì chỉ có cái là chúng ta tu tập thiền quán, tứ niệm xứ, đó là phát huy cái trí tuệ của mình, đệ nhất đó. Tuy nhiên, ở trong đời sống tu tập của chúng ta, bất cứ một thiện sự nào chúng ta cũng cố gắng làm. Và khi chúng ta làm thì chúng ta phải có tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Và khi nói đến cái pháp bố thí cúng dường, thì chúng ta hãy thực hiện cái pháp đặc biệt là cúng dường đến với tăng chúng, cúng dường với tăng chúng là phước báo thù thắng hơn, phước báo thù thắng hơn. Và khi mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí thì chúng ta quán cố gắng đầy đủ tâm tư, tức là đầy đủ về tâm tâm lý của mình một cách hiểu biết rõ về cái hành, cái việc làm bố thí cúng dường của mình trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Và chúng ta luôn luôn tìm đối tượng đến với nhân bậc thanh tịnh, trong đó có tăng chúng. Và cái vật thí của mình bằng những cái sự tôn sạch, trong sạch, bằng những cái sự hợp pháp mà chúng ta cúng dường đến với tăng chúng. Cả ba cái yếu tố gọi là citta sambatti, dayatthamma sambatti và khetta sambatti, từ sự đầy đủ ba cái yếu tố đó thì cái phước nó thuần thẳng hơn, thẳng hơn. Thì như vậy chúng ta sanh lại làm người, chúng ta được hưởng phước ở cõi người. Chúng ta sanh lại cõi trời thì chúng ta được hưởng phước thù thắng ở cõi trời. Mà đặc biệt là nhờ cái pháp bố thí xả ly này, xả thí này, mà chúng ta hướng đến đạo lộ giải thoát trong tương lai, mà nó trở thành cái pháp độ ba la mật, đó là Dana Parami, tức là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng. Chúng ta được luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài pháp ngày hôm nay, chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích trong hiện tại này. Dạ, kính trình lý sư là thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung, con kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mến đến sư. Phawatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba bhutanu phawe dasada soti phawantu te phawatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba dhamma nu phawe dasada soti phawantu te phawatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba sangha nô pha quê đà sơ đà sô ti pha hoàn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tin thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con họ trì với ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya deva ta santi vihara wa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta Sothin karon te tha vi ha ramang da le
Thế ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu đề cha na mu cha ye pi cha an đà sam pa wa sam se đa cha ta ra vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma wa răng ba tít cha tê sắp về phi lúc khát xa khát rồn tu sẵn khá dân thả tu khi răng xa tăng thầm bồ thầm ma tha ra cha put ga la sẵn khô tu sa mắc ngô wa áp thả ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn tu sắc thầm mô sắp về phi thầm ma cha ri nô Uất thêm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa we ni te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý phụ đã quân tập vào lúc nghe pháp, kính mời quý tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống nít.